25 bộ máy tính kèm gói thiết bị SIM số, thiết bị phát sóng với tổng trị giá 130 triệu đồng được Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trao tận tay cho các em thiếu nhi đang sinh sống tại xóm Trải Vân Đức, Hà Nội. Món quà có ý nghĩa thiết thực, giúp các em theo kịp kiến thức cùng bạn bè. Sau khi có máy thì thôi vợ chồng em thì cũng động viên cháu là các bác tặng cho cháu rồi thì cháu sẽ cố gắng học giỏi hơn ạ. Rất là vui vì con em cũng có một đồ dùng học tập thì em đỡ phải đi mượn. Thì chỉ mong là bây giờ con mình cũng có một đồ dùng học tập thì em cũng phải đi mượn cho con nó học cho nó thoải mái. Tối đến mẹ giúp đỡ con thì con nó học nó tự tin hơn. Hiện nay là 24 hộ này sống ở trên mặt nước này thì nó cũng có những cái đặc thù. Đây là món quà rất là ý nghĩa và tôi tin rằng đây là những cái động lực để sẽ giúp cho các cháu học tập tốt hơn. Các gia đình ven sông Hồng chủ yếu làm nghề chài lưới, lấy thuyền làm nhà, điều kiện kinh tế khó khăn. Việc mua một thiết bị học trực tuyến cho các em học sinh là một điều quá xa vời. Chính vì thế, được trao một chiếc máy tính bảng phục vụ học tập trong thời điểm chưa thể đến trường là món quà vô cùng ý nghĩa, tiếp thêm động lực, nâng bước các em nhỏ đến trường. Vài ngày hôm trước thì Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố chúng tôi cũng có qua làng Trải Văn Đức để trao tặng những cái túi quà an sinh cho các hộ dân. Chúng tôi cũng có tìm hiểu có rất nhiều em thiếu nhi là con em của các hộ dân thuộc làng Trải đang phải học online nhưng mà thiếu các cái thiết bị điện tử để học. Và ngay sau đó thì Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố cũng đã cùng với các đơn vị như là EVN Hà Nội, VNPT để cùng xã hội hóa và ngày hôm nay thì chúng tôi có quay lại đây để trao tặng những cái phần quà trung thu cho các em thiếu nhi, đảm bảo an sinh xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau. Cùng với đó, 50 túi an sinh Hà Nội nghĩa tình cũng được trao tận tay các hộ gia đình đang sinh sống tại làng Trải ven sông Hồng, giúp họ vơi bớt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.